Trong những năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ sư phạm nhà trường, Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Biên Hòa luôn được xem là một trong những đơn vị trường học lá cờ đầu của ngành giáo dục tỉnh nhà. Hàng năm, số giáo viên và học sinh giỏi các cấp luôn đạt tỷ lệ cao, chất lượng giáo dục ngày càng được khẳng định, nhất là số học sinh thi đậu vào các trường trung học phổ thông công lập đạt tỷ lệ cao. Tại lễ kỷ niệm, các em học sinh đã trực tiếp cài lên ngực áo nguyên là các thầy cô giáo của trường, cũng như các thầy cô giáo đang trực tiếp tham gia công tác quản lý, giảng dạy, thể hiện tình cảm, sự biết ơn và sự tri ân công lao to lớn của các em học sinh đối với các thế hệ thầy cô giáo trong sự nghiệp giáo dục. Dịp này, những thầy cô có thành tích xuất sắc đã được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục đào tạo, bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo và bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.